Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Dạo gần đây thì trong công ty mình rất hay là hỏi nhau là tiền nhiều thì để làm gì? Ví dụ như là tiền nhiều thì sẽ mua PC gì, mua laptop gaming gì hay là mua card đồ họa gì? Còn với mình thì mình nghĩ là tiền nhiều thì sẽ để mua gaming gear gì mà vừa đáp ứng được tiêu chí là giá tiền này mà lại vừa có cái chất lượng cũng như là mang lại được cái trải nghiệm và hiệu năng chơi game một cách tốt nhất. Thì mình đã suy nghĩ và lựa chọn ra được 4 sản phẩm khác nhau để đưa tới video lần này. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sản phẩm đầu tiên mình muốn gửi tới các bạn đó là một chú chuột gaming có tên là Logitech G903. Thì đây sẽ là cái chú chuột mà là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi nhiều tiền thì để mua chuột gì. Bởi vì giá thành của em nó hiện nay đang là 3.800.000 đồng, một mức giá rất là cao đúng không? Và mình nghĩ là không có quá nhiều bạn game thủ có thể sẵn sàng bỏ ra. Và vì giá thành của nó cao như vậy, thế nên là Logitech cũng đã đưa vào những gì có thể coi là tinh túy nhất của hãng và biến nó trở thành ông vua của chuột gaming hiện nay đấy. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì G903 có cái thiết kế là cân bằng đối xứng này, mang một cái vẻ ngoài rất là hầm hố mà mình nghĩ là không thể đụng hàng được ở bất kỳ đâu. Nó có cái thiết kế tách rời phần nút và phần vỏ chính nên là đem lại cái cảm giác bấm dứt khoát hơn này, mềm hơn, nảy hơn, đặc biệt là cái độ bền mà cũng được tăng lên đáng kể. Logitech thì cho sử dụng cái nút bấm là on-on có tuổi thọ lên tới là 50 triệu lượt nhấn và đồng thời cũng bố trí một cái công tắc lò xo trợ lực. Khi mà chúng ta nhấn xuống ấy thì nó sẽ có cái cảm giác là lực nhấn rất là căng, còn khi mà nhả tay ra thì chuột sẽ tăng sự đàn hồi để trở lại vị trí ban đầu, giúp chúng ta có thể dễ dàng spam click cho các tựa game như là LOL hay là Dota 2. Ngoài ra thì toàn bộ vỏ ngoài của Logitech thì được sử dụng những cái chất lượng nhựa rất là cao cấp. Tiếp theo để nói về công nghệ của chú chuột này thì nó có những cái công nghệ là kết nối không dây Lightspeed này, sạc không dây và cuối cùng là hệ thống LED RGB. Công nghệ Lightspeed chính là cái công nghệ mà kết nối không dây tân tiến nhất hiện nay, nên là khi mà các bạn sử dụng G903 ở chế độ không dây ấy, các bạn sẽ cảm nhận được cái độ chính xác hoàn hảo và một cái sự ổn định thì nó làm tuyệt đối. G903 còn là chú chuột chơi game đầu tiên trên thế giới có thể sạc được không dây, tạo bước đà để cho các công nghệ khác xuất hiện ở trên Corsair hay là Razer. Thì với cái công nghệ này, các bạn gần như là không phải sạc pin cho G903 nữa mà có thể vừa chơi vừa sạc, vẫn đảm bảo được hiệu năng không hề bị suy giảm chút nào. Tuy nhiên, để sạc được không dây thì các bạn sẽ phải sử dụng một chiếc bàn di chuột duy nhất của hãng kèm theo, đó chính là chiếc mousepad Logitech G Power Play. Thì bàn di chuột thì không phải là một cái món gear quá là quan trọng mà ảnh hưởng trực tiếp tới cái hiệu năng chơi game của các bạn. Thế nhưng mà mình vẫn phải nói đến chiếc mousepad này bởi vì nó liên quan trực tiếp tới chú chuột G903 mình vừa kể trên. Đó là bởi vì nếu mà bạn thiếu đi cái pad này thì bạn sẽ làm mất đi những cái hiệu năng cũng như là những cái tính năng rất là thú vị mà Logitech trang bị đấy. À, và giá thành của em nó cũng khá là cao, đó là 2.900.000 đồng. Vì sao mà một chiếc pad lại đắt được đến như vậy nhỉ? Nếu mà các bạn không có cái bàn di chuột này ấy, thì những chú chuột như là Logitech G903 này hay là G703, G Pro Wireless của các bạn sẽ không thể nào mà sạc dây cũng như là sử dụng được. Nó còn đóng vai trò là một cái đầu thu tín hiệu. Nếu mà chẳng may các bạn là mất chiếc receiver đi thì các bạn chỉ cần đặt lên nó thì sẽ hoàn toàn sử dụng lại được chuột. Ngoài ra thì Logitech cho phép các bạn đặt được những cái bàn di khác lên mà vẫn có thể sử dụng được, vẫn sạc được không dây một cách bình thường nhé. Chỉ là không nên sử dụng những cái pad dày quá thì có thể là không sạc được, ở khoảng cách an toàn nhất là khoảng 2mm. Và đó là một combo chuột và bàn di vô cùng đắt đỏ mà chất lượng thì không chê được vào đâu. Ngoài ra nếu mà các bạn không thích Logitech thì có thể lựa chọn một combo khác tới từ Razer, đó là Mamba Hyper Flash. Thì đây cũng là một combo chuột và bàn di không dây, thậm chí là chú chuột Mamba thì còn không có cả pin, chỉ sử dụng nguồn điện trực tiếp từ bàn di chuột để sử dụng mà thôi. Và giá của cái combo đó là cũng khoảng 6 triệu đồng. Tất nhiên là không bán rời cả chuột và bàn di nhá, bởi vì chúng không thể sống thiếu nhau mà. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn cũng vô cùng quan trọng trong khi mà các bạn chơi game, đó chính là tai nghe. Và chiếc tai nghe mình muốn nói đến ở đây là chiếc Sennheiser GSP-600. Và giá thành của chiếc tai nghe này hiện nay đang là 7.700.000 đồng, một mức giá rất là cao đúng không? Thực ra thì hiện nay ở Hà Nội Computer có một chiếc tai nghe đắt tiền hơn nữa, đó là SteelSeries Actis Pro Wireless, có giá là khoảng 10 triệu đồng cơ. Thế nhưng mà chiếc tai nghe này thì nó có cái chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều nên là mình vẫn quyết định đưa vào. Sennheiser thì có thể là một thương hiệu mà nhiều bạn game thủ còn thấy lạ lẫm, bởi vì khi mà chúng ta nghĩ tới tai nghe gaming, chúng ta hay lựa chọn các sản phẩm của HyperX chẳng hạn. Thế nhưng mà đây đang là một cái thương hiệu gần như là hàng đầu thế giới hiện nay về sản xuất tai nghe âm nhạc, nên khi mà họ chuyển sang sản xuất tai nghe gaming thì nó cho cái chất lượng vượt trội hơn nhiều hãng mà các bạn từng biết. Với chiếc GSP-600 này, nó có thiết kế là full size này, ôm trọn lấy vành tai của các bạn.
và củ tai thì được làm kín hoàn toàn nên là cho cái mức độ cách âm rất là tốt. Nếu mà các bạn cầm một chiếc tai nghe mà giúp mình có thể nói lạc vào một thế giới khác và không bị làm phiền bởi bất kỳ tiếng ồn nào. Về khung nhựa thì được bố trí một cái lớp đệm đàn hồi rất là mềm mại, đặc biệt là đem tới cho chúng ta những 4 vị trí để tối ưu độ rộng khi đeo. Microphone của GSP600 thì trông hơi thô thôi, thế nhưng mà chất lượng thu âm phải nói là tuyệt vời khi mà cho cái âm rất là trong trẻo, rõ ràng, chính xác, không hề bị lẫn tạp âm ở bên ngoài. Khi mà các bạn kéo mic lên thì nó sẽ tự động tắt, còn khi hạ xuống để sử dụng thì mic sẽ lại tự động bật luôn. GSP600 có giá đắt như vậy thế nhưng mà nó vẫn chỉ sử dụng đầu kết nối là 3.5 mà không hề có công nghệ giả lập 7.1 nào cả. Bởi vì đối với một cái chiếc tai nghe cao cấp thực sự ấy thì công nghệ 7.1 nó không quá quan trọng bằng việc là chất lượng âm thanh thực của màng loa như thế nào. Nó sử dụng cổng analog 3.5 đã cho cái chất âm rất là tự nhiên, âm thanh tinh khiết và không hề bị can thiệp bởi một sự tinh chỉnh khác tới từ 7.1 hay là driver nào cả. Và nếu mà các bạn vẫn muốn được trải nghiệm 7.1 thì các bạn cũng có thể thử sức với một chiếc sao cạc 7.1 khác và mình tin là nó sẽ cho cái trải nghiệm âm thanh hoành tráng hơn rất nhiều lần so với những chiếc tai nghe gaming tới từ các thương hiệu mà các bạn biết đấy. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn đưa tới trong video lần này đó là một chiếc bàn phím có giá thành lên tới là 5 triệu đồng. Không biết các bạn đã đoán ra được đó là bàn phím nào chưa? Thì câu trả lời đó là chiếc Corsair K95 Platinum. Thực ra là có những cái bàn phím còn đắt tiền hơn cơ. Thế nhưng mà một cái bàn phím mà toàn diện được những yếu tố từ giá tiền rồi chất lượng rồi vẻ đẹp thì K95 nó mang cái vẻ bề ngoài rất hầm hố đặc trưng của Corsair. Toàn bộ phần vỏ được làm từ kim loại là nhôm nguyên khối. Nó cũng là cái bàn phím duy nhất của hãng được trang bị thêm giải LED tuyệt đẹp ở đằng sau và khi phát sáng trong đêm là vô cùng bắt mắt. Hệ thống switch của K95 là Cherry MX RGB và được hãng làm độc quyền trên thế giới. Cho cảm giác gõ phải nói là cực kỳ mượt mà và chính xác tuyệt đối. Chưa hết, khi mà các bạn sử dụng với phần mềm Corsair IQ mới thì Corsair K95 nó có thể trình diễn được mọi chế độ LED tuyệt đẹp nhất mà các bạn từng biết. Corsair K95 có thể nói là chùm cuối trong các loại bàn phím để các bạn lựa chọn bởi vì nó gần như là không có cái điểm yếu nào cả. Và nếu muốn thì các bạn hoàn toàn có thể thay bộ keycap ABS thành PPT Double Shot để cho cảm giác gõ còn mượt mà hơn nữa. Ok, tổng kết lại trong video lần này chúng ta đã có một bộ gear bao gồm một chú chuột 3.8 triệu này, một chiếc bát chuột 2.9 triệu, một chiếc headphone 7.7 triệu và cuối cùng là một chiếc bàn phím 5 triệu. Tổng giá trị của bộ gear ngày hôm nay đã lên tới là khoảng gần 20 triệu đồng rồi, một mức giá mà mình nghĩ là không có quá nhiều bạn có thể chi trả. Thế nhưng nếu bạn là một game thủ có dư về tài chính hay đơn giản là một người chơi gear thực thụ này, có đam mê một cách nghiêm túc thì mình nghĩ bộ gear này rất đáng để các bạn thử sức đấy. Và tất cả các sản phẩm kể trên thì đều đang có sẵn tại Hà Nội Computer để các bạn có thể đến và trải nghiệm. Ngoài ra nếu các bạn có những sản phẩm nào khác muốn giới thiệu thì hãy comment ở phía dưới cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.